Chào bạn, da nhạy cảm là một làn da rất khó chịu bởi vì nó luôn luôn phản ứng một cách thái quá và liên tục với các tác nhân bên ngoài, mà các tác nhân này có thể coi là bình thường so với những làn da khỏe mạnh bình thường khác. Vậy cho nên Bioderma sẽ thiết kế cho các bạn một chu trình dưỡng da nhạy cảm chuyên sâu ha. Để chăm sóc da nhạy cảm một cách chuyên sâu và hiệu quả nhất thì chúng ta cần phải tập trung vào nguyên nhân cốt lõi của nó, đó là ngưỡng dung nạp của da, hay còn gọi là khả năng chịu đựng, khả năng thích nghi của da với các tác nhân bên ngoài. Và Bioderma luôn luôn đề cao tính an toàn, hiệu quả và tuyệt đối tôn trọng làn da. Vậy cho nên chu trình dưỡng da chuyên sâu của chúng ta sẽ gồm 4 bước. Thứ nhất là bước làm sạch, thứ hai là bước cân bằng, thứ ba là bước dưỡng da và bước cuối cùng sẽ là bước bảo vệ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ha. Đầu tiên là bước làm sạch. Da nhạy cảm là làn da thường xuyên có những phản ứng quá mức với các tác nhân có thể coi là bình thường với các làn da bình thường khác. Và hàng rào bảo vệ da nhạy cảm hay còn gọi là lớp màng hydrolipid thì rất lỏng lẻo. Nên hãy chọn những sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không xà phòng, không có tính tẩy rửa mạnh gây bào mòn da. Bạn hãy chọn những sản phẩm có độ pH tương ứng với pH sinh lý của da, có công thức tối giản và tối ưu nhất, không thiếu, không thừa. Hãy rửa tay thật sạch trước khi dưỡng da, thao tác tẩy trang và rửa mặt phải thật sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Bạn có thể xoay bông hoặc massage nhẹ nhàng theo vòng tròn từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài nhé. Sau bước làm sạch, để giúp da nhạy cảm quay về trạng thái cân bằng, chuẩn bị cho bước dưỡng da chuyên sâu phía sau, bạn hãy tìm đến những sản phẩm toner giúp cân bằng lại độ ẩm, làm dịu da và tăng ngưỡng dung nạp cho da nhạy cảm của mình, tạo tiền đề cho bước dưỡng da phía sau hiệu quả nhất. Những sản phẩm toner có thành phần dưỡng ẩm như glycerin, HA, ceramide là một sự lựa chọn hiệu quả bởi những thành phần này vừa giúp bắt giữ nước để dự trữ cho da và vừa giúp cản trở thất thoát nước tự nhiên qua lớp biểu bì khi hàng rào bảo vệ da lỏng lẻo. Như vậy, tình trạng mất nước trên da sẽ được cải thiện từ trong ra ngoài và từ đó sẽ giúp giảm tính nhạy cảm với mọi loại da. Thứ ba là bước sử dụng kem dưỡng da. Đây là lúc làn da nhạy cảm được nuôi dưỡng một cách chuyên sâu nhất. Làn da nhạy cảm đã và đang gửi tín hiệu cho bạn như thế nào? Có phải là da bị kích ứng, da bị khô, căng rát, da bị viêm ngứa, hàng rào bảo vệ da bị tổn thương? Vậy lúc này hãy chọn một sản phẩm kem dưỡng thật phù hợp để làm dịu da ngay tức thì, giảm tình trạng viêm, kích ứng trên da và đặc biệt là làm tăng ngưỡng dung nạp của da, giúp da dần thích nghi và khỏe hơn mỗi ngày. Và đừng quên cung cấp độ ẩm cho da, tại bước này là điều cần thiết nhất để giúp giảm nhạy cảm ha. Thứ tư là bước chống nắng bảo vệ và cũng là bước kết thúc chu trình dưỡng da. Bạn nhất định không được quên sử dụng kem chống nắng. Ánh nắng khi tác động vào da không được bảo vệ sẽ làm tăng tính nhạy cảm trên da bởi tác động đến hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra sẽ làm sản sinh gốc tự do gây lão hóa da. Vậy nên để kết thúc một chu trình dưỡng da chuyên sâu dành cho da nhạy cảm, hãy chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 đến 50, PA từ 3+ đến 4+ và phải có khả năng kích hoạt vai trò bảo vệ tự nhiên của hàng rào bảo vệ da, có thành phần dịu nhẹ, tránh gây kích ứng với làn da nhạy cảm nhất nhé. Hy vọng với vai trò là người bạn đồng hành của Bioderma thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về làn da của mình và từ đó có thể chọn lựa những giải pháp sinh học để chăm sóc da của mình một cách